chúng ta đã thấy rõ là trên mạng những cái hiện tượng nói lên những cái điều về nhân quả nó rất là phi lý, nó rất làm cho người ta rất là xem thường các sư, mà các sư tiêu cực nha, chứ tôi không nói hết. Vì vậy nên với cái hiện tượng đó thì xuất hiện sư Thích Minh Tuệ không quan tâm đến tiền, không quan tâm đến vật chất, và đầu đội trời, chân đạp đất để đi trải nghiệm cái sự tu hành của mình. Thì chúng ta cũng thấy ông xuất hiện mới đây thôi, nhưng mà vì sao lại ra lan rộng và tiếng tăm hết sức là nhiều người biết đến, các nơi biết đến, trong nước cũng như ngoài nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lễ kính Đức Thầy. Kính thưa toàn thể cô bác, anh chị em trên cộng đồng mạng thân thương, thì hôm nay Đệ Mười Nghĩa cũng có đôi điều nhận xét về hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ đã xuất hiện gần đây trên không gian mạng, đã gây xôn xao trong nước cũng như ngoài nước. Thì đây là một cái nỗi mừng và cũng là một nỗi lo cho cái nền đạo nói chung là đạo Phật. Thì kính thưa toàn thể là quý vị, đối với một cái thời kỳ hạ ngôn mạt pháp, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phấy rối, thì chúng ta cũng biết sự xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ là một hiện tượng để nói lên một cái hạnh tu của một người gọi là thoát ly gia đình, hay là còn gọi là hạnh xuất gia. Thì Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo có dạy, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất, tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hột lè người mà làm cho dân chúng nhau cười. Tội lỗi ấy lực nào dung thứ. Thì phải nói thực trạng đời nay thì chúng ta đã thấy trên không gian mạng xuất hiện rất nhiều những sự việc, trong đó có Phật giáo. Thì chúng ta cũng thấy với những cái cách thuyết giáo nói đạo, chia sẻ về đạo Phật cũng như nhân quả, thì chúng ta thấy cái hiện tượng đó nó đang đi lần sai với chánh pháp của nhà Phật. Và đồng thời có một số người tu hành không lo trao luyện đức lành, rồi mài trí tệ và săn sóc cảnh già lam và dẫn dắt dùng kẻ sơ cơ để tìm chân lý. Thì những vị đó lại nói lên với những điều mù mờ, khác với xa vời với thực tế, và nói về nhân quả thì không có chính đáng, chỉ nói quân quơ, nói theo ý mình, không có nói vào cái chân lý của nhà Phật về nhân quả. Và đặc biệt hơn đó là hiện tượng kêu gọi cúng dường. Cúng dường là một hình thức phát tâm tự nguyện của mỗi người dân, nói chung là chúng sanh, và những người phát tâm, hảo tâm, tin tưởng vào Phật Pháp và ủng hộ các sư tu hành chân chánh. Thì đây là cái hiện tượng tự nhiên
mà chúng ta phải biết đó là do sự phát tâm của mỗi người. Người ta cúng món chi, dù lớn, dù nhỏ, dù quý, dù không quý, tiền nhiều hay tiền ít, mệnh giá nhỏ hay mệnh giá lớn, thì chúng ta cũng phải vui vẻ để đón nhận cái tấm lòng của những cái người đã phát tâm cúng dường đó. Và đồng thời trong mọi cái cách sống, mọi cái thời đại, mọi cái thời kỳ, nó đều có những cái khác nhau. Đạo Phật thì tùy duyên, nhưng tùy duyên không được sai với chân lý của Đức Phật. Vì vậy nên hôm nay với cái hiện tượng một số ni sư đã nói lên những cái điều mà làm cho dân chúng nói chung và Phật tử nói riêng rất là có những cái điều bất bình và không chấp nhận được. Chẳng hạn như cúng tiền mệnh giá nhỏ là không có phước, mà phải cúng tiền mệnh giá lớn mà phải đưa trụ trì thì mới có phước. Điều đó là sái với chân lý nhà Phật. Vì xưa kia nàng vị già không có gì hết, chỉ có tấm trăng cũ rích mà đem cúng Phật, Phật vẫn khen tặng như thường. Và đồng thời cái võng là một cái bình thường từ xưa đến nay, nó đã ăn sâu vào cái nét sống của những người dân Việt Nam chúng ta. Vì vậy nên nếu nằm võng mà tiêu hết phước đức thì cái điều này nó không có hợp lý. Vì vậy nên chúng ta cũng phải biết rằng đối với Đạo Phật thì chúng ta nói những cái điều nào nó thực tế, tức là vừa quyền bí, vừa mầu nhiệm, nhưng mà nó không có xa rời thực tế được. Do đó thì hiện nay chúng ta đã thấy rõ là trên mạng những cái hiện tượng nói lên những cái điều về nhân quả nó rất là phi lý, nó rất làm cho người ta rất là xem thường các sư, mà các sư tiêu cực nha, chứ tôi không nói hết. Vì vậy nên với cái hiện tượng đó thì xuất hiện sư Thích Minh Tuệ không quan tâm đến tiền, không quan tâm đến vật chất, và đầu đội trời chân đạp đất để đi trải nghiệm cái sự tu hành của mình, thì chúng ta cũng thấy ông xuất hiện mới đây thôi, nhưng mà vì sao lại ra lan rộng và tiếng tăm hết sức là nhiều người biết đến, các nơi biết đến, trong nước cũng như ngoài nước. Thì đây là một cái điều đáng mừng cho trong nền Phật giáo. Có một vị tu mà thể hiện được cái hạnh gọi là không tham đắm, không ham muốn và chịu khổ cực để chi quý vị? Để giữ lại cái tinh thần từ bi hỷ xả của Đức Phật. Thì đây là một cái điều hết sức là đáng mừng trong cái nền đạo. Thì kính thưa toàn thể là quý vị, song song bên cạnh đó thì quý vị cũng thấy khi sư thức hiện thì rất nhiều người quý mến, cúng dường, tiếp đón và đồng hành. Chúng ta cũng thấy ở trên mạng đó là những cái điều đáng mừng trong cái nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Hiện nay nó đã xuống dốc, nó đã bị cái sự phê phán, sự nhận định không tốt về Phật giáo nói chung, cũng như các vị sư mà tiêu cực đã làm cho cái nền đạo nó xuống dốc và đi đến mất niềm tin. Thì sư Thích Minh Tuệ xuất hiện là một hiện tượng, một biểu tượng, một hình mẫu để cho những người yêu mến đạo Phật và những chúng sanh có nhân duyên với Phật
thấy được, tức là người tu chân chánh, người tu đúng, người tu theo cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn. Thì chúng ta cũng biết không phải một mình Sư Thích Minh Tuệ thể hiện cái tinh thần đó, mà theo để được biết cũng có nhiều người, nhưng mà người ta không xuất hiện. Và đôi khi có những người xuất hiện nhưng mà cũng chẳng ai để ý tới. Đó là cái một vị sư mà tôi đã đăng lên Facebook đó quý vị, là ông tên Thích Dì Thọ đó. Thì quý vị cũng biết rằng đó, ông đi đó là tam bộ nhất bái, cũng đi từ Bắc ra Nam. Nhưng mà rất tiếc thì hình như ông độc hành, đi có một mình thôi. Nhưng mà đúng hạnh người khất sĩ đó thì đi một mình như vậy là hợp lý đó quý vị. Và đồng thời đó đi chỉ dòm thẳng và ngó thẳng và dòm xuống chân để đi mà thôi. Thì đó cũng là một cái hạnh của người khất sĩ. Thì tôi thấy cái ông sư thọ đó, ông đi và ông đồng hành, ông vừa đi vừa lại tam bộ nhất bái. Nhưng mà rất tiếc là cái thời điểm đó cũng như là nó không đúng cái thời điểm, hay là như thế nào đó, cái nhân duyên của ổng như thế nào đó mà ổng đi không ai theo hết đó. Còn riêng cái ông sư Thích Minh Thọ, Thích Minh Tuệ này đó, thì quý vị biết là ổng ra, ổng xuất hiện đó đúng với cái thời điểm, đúng với cái điểm rơi đó, của các vị sư mà tu tiêu cực đó, có những cái lời nói, có những cái sự thuyết giảng, có những sự chia sẻ lên mạng, nó rất 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 là tiêu cực. Vì sao? Vì mở miệng ra là cúng dường, mở miệng ra là tiền, mở miệng ra là tiền. Do đó nó làm mất đi cái hình ảnh mà trong đạo đáng lẽ ra là không có những cái hiện tượng đó. Để chi? Để thể hiện lên một tinh thần, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất, tinh thần lo đạo. Chứ giả dối mà ma sắc áo mượn bồ đề, Chúa học là người, mà làm cho dân chúng ngạo cười, khinh cười đó quý vị, tội lỗi ấy lực nào dung thứ. Thì kính thưa toàn thể quý vị, vì đó là cái nỗi mừng của cái hiện tượng sư Thích Minh Tuệ xuất hiện đúng vào cái thời điểm mà đạo Phật gần như nó bị bài bác. Nói thẳng hơn là nó đúng vào cái thời kỳ mạt kiếp, thời kỳ đen tối của Phật giáo. Vì vậy nên ông xuất hiện thì phải nói là trong thâm tâm tôi cũng rất là kính trọng. Vì sao kính trọng? Là vì ông đã chịu đựng những cái gian khổ, những cái khổ cực, mà đồng thời đó là ông không có nhận quà cáp. Mà xin thưa với quý vị, mở ngoặc đóng ngoặc đó, là mở ngoặc đó là quý vị thấy nếu sư Thích Minh Tuệ mà có nhận quà thì cũng đâu có được ai theo cũng được đâu, được ai tôn kính. Nhưng mà xin thưa với quý vị, đừng vì cái sự đó mà chúng ta làm mất đi một cái nét đặc biệt và một cái sự gọi là giác chúng, để cho mọi người phát tâm tỉnh ngộ để tu đúng với chánh pháp của Đức Phật. Thì đó là cái chúng ta phải làm sao để có những cái điều giúp cho ông sư Minh Tuệ đạt thành cái sở nguyện của ông, đó là đi đến nơi, về đến chốn, từ một người phàm trở thành thánh nhân và đắc thành đạo quả. Thì điều đó là cái điều đáng mừng trong cái nền đạo Phật giáo. Nhưng Đức Thầy có cho biết, mừng là mừng việc hay ho, nhưng mà lo là lo việc ốc sò trải qua. Thì đối với cái hiện tượng mà sư Thích Minh Tuệ, tôi được biết trên mạng từ hôm đó tới nay đó, tôi theo dõi đó, thì đó là cái nỗi mừng, mừng lắm quý vị. Mừng lắm chứ không phải không mừng. Nhưng mà mừng là mừng việc hay ho, là ông sư Thích Minh Tuệ ra đời để rồi thể hiện lên một cái hạnh tu đầu đà, một cái hạnh tu khổ hạnh, một cái sự chịu khổ, chịu cực,
nắng mưa để rồi thực hiện cái hoài bão của mình, đó là trải nghiệm trên đường tu. Đó là cái sự mừng, rất 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 là mừng. Cái việc đó rất là hay ho trong cái thời buổi hiện nay. Đó là sư Thích Minh Tuệ đã nói lên cái hạnh tu của một người không tham danh, không tham lợi, không tham tình, không ham muốn vật chất và chịu đựng được với cái nắng khủng khiếp và cái đường nhựa nóng phỏng giò, và hiện nay thì tiếp tục là mưa gió. Nhưng sư Minh Tuệ đã chịu đựng được để thực hiện cái hạnh đó, thì điều đó là điều đáng mừng để nói lên với một cái tinh thần Phật giáo là đã và đang có người đã thực hiện được gọi là không tham dục ở thế gian. Đó là mừng lắm quý vị. Nhưng mà lo việc ốc sò trải qua, thì chúng ta cũng biết trong một cái đám đông nào cũng vậy, dứt khoát là phải có những sự tiêu cực xảy ra. Đó là những cái lễ hội đông vui, nhưng mà trong đó sẽ có những cái sự giật dọc, móc túi, giật dây chuyền, vân vân. Đó là những cái tiêu cực trong cái đám đông nó sẽ xảy ra. Rồi bây giờ trong cái người nổi tiếng như ông Thích Minh Tuệ đó thì rất là đáng mừng, nhưng mà đáng lo. Bởi vì hiện nay đó thì chúng ta thấy nó có hai chiều. Hai chiều là gì? Là người binh ông Thích Minh Tuệ khen tặng không hết lời, và người đó thì cũng không chấp nhận và đôi khi còn bài bác cái hành thù của ông. Thì ở đây tôi muốn nói rằng nếu khen ông đó mà khen gọi là quá trớn đó, và chê ông đó mà chê thậm tệ đó, thì hai cái hạng khen và chê này đều là vô minh hết nha quý vị. Đều là vô minh hết. Hỏi tại sao vậy? Tại sao chúng ta khen thương sư Minh Thích Minh Tuệ như vậy? Và đồng thời đôi khi có những người nha, chứ không phải sư Thích Minh Tuệ là xưng hô quý vị, cho rằng ông Thích Minh Tuệ đó là Bồ Tát, là Thánh Nhân, là bậc chân tu. Là thậm chí có người cho rằng là nếu thấy được đó là chư thiên rải qua cúng dường ông Thích Minh Tuệ nữa. Thì cái điều này gọi là cái điều không thể nào mà gọi là cái người sáng suốt mà khen tặng bằng một cách gọi là cái kiểu gọi là tân bốc cái kiểu đó được. Bởi vì mình cũng đâu có gần gũi ông Thích Minh Tuệ đâu, mình cũng đâu có đi chung ổng đâu, mình chỉ coi trên mạng thôi. Mà mình dội khen tặng ổng là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, hiển thân này, hiển thân nọ, vân vân và vân vân, thì cái điều đó nó không đúng. Hỏi tại sao vậy? Tại mình có biết ổng là như thế nào đâu. Mà ngựa chạy đường dài đó mới biết ngựa hay, đường xa mới rõ tài của ngựa ký. Đó. Vì vậy nên chúng ta đừng dội khen. Khen mà khen bằng một cách gọi là tôi không hiểu. Nói để mà khen tặng hết mình để được gì quý vị? Thí dụ như bây giờ á, là nói để được nhiều like hay làm gì? Mà nhiều like xin thưa với cô bác, thí dụ như tôi nói đi, hay là một số anh em tín đồ Phật giáo của Hảo đó trình bày nhận xét đi. Như tôi có cắt bạc nào, và anh em đó cũng có cắt bạc nào. Nhưng mà đối với tôi đó thì không khen quá mức và cũng không được chê gọi là thậm tệ. Chúng ta là người nhận xét mà, và chúng ta có thể dự đoán. Người thì dự đoán rằng ông sẽ đi đến kết quả, nhưng cũng vẫn phải có người dự đoán rằng đường xa mới rõ tài ngữ ký. Thấy không? Vì vậy nên hiện tượng ngày nay đó, thì như tôi nói cái việc vừa qua đó là việc mừng. Mừng là mừng việc hay ho. Nhưng mà lo là lo việc ốc sò trải qua đó. Thì cô bác mình thấy từ khi mà trên cộng đồng mạng xuất hiện sư Thích Minh Tuệ, thì chúng ta thấy rằng nó có náo loạn lương tâm không? Náo loạn nhân tâm không quý vị? Và đồng thời nó có ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở ngoài đường không quý vị? Cái này tôi không phải là bắt tội, mà tôi không phải là gán tội nha quý vị, mà tôi hỏi quý vị vậy đó. Thứ nhất là vấn đề của bác thấy đó, vấn đề bình phẩm nhận xét là cái quyền của mỗi người. Thí dụ như quý vị thích thì quý vị cứ việc nói ông sư Thích Minh Tuệ là thánh nhân, là Phật sống,
là Bồ Tát, là cái gì đó của quý vị, đó là không ai cấm quý vị cả. Đó là cái sự nhận xét, hay đạo Phật còn gọi là nhân duyên mà, phải không? Chứ đâu phải là người ta cấm quý vị nói đâu. Nhưng mà cái người khác đó, thì cái nhân duyên người ta không có với ông Sư Thích Minh Tuệ, thì người ta có thể phê phán, người ta có thể miệt thị, người ta có thể là nhận định như thế nào đó, vân vân, đó là cái quyền của người ta. Mà tôi bảo đảm với quý vị rằng Sư Thích Minh Tuệ không biết gì hết, không biết gì về cái cuộc đấu đá, về cái cuộc mà bình phẩm, về cái cuộc mà cãi giả, về cái cuộc mà nói xấu, nói xa, nói tốt, nói là bậy bạ gì tùm lum ở trên mạng hết trơn. Tôi bảo đảm rằng Sư Thích Minh Tuệ không biết, bảo đảm với quý vị. Còn nếu Sư Thích Minh Tuệ biết thì tôi có một cái lời khuyên như thế này: Sư Thích Minh Tuệ dừng lại để ẩn tu một cái nơi nào đó, tùy cái nhân duyên và từ sự chọn lựa của Sư Thích Minh Tuệ. Để chi vậy? Để bảo toàn cái gọi là giá trị mà sư đã tạo ra từ hôm đó tới nay. Còn tôi bảo đảm rằng Sư Thích Minh Tuệ không biết cái gì về vấn đề khen chê tốt xấu, hay là nói năng như thế nào đối với Sư Thích Minh Tuệ hết. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Bởi vì cái này là toàn bộ là do cộng đồng mạng đưa lên, rồi người ta nắm bắt được, rồi trong đó người tu có, người đời có, người hiền có, người dữ có. Nói tóm là đủ các cái thành phần để rồi bình phẩm, phê phán, chê khen. Nó đủ ở trên cái vấn đề là cộng đồng mạng hiện nay hết. Nhưng mà cái điều này thì Sư Thích Minh Tuệ đâu có biết. Thì bây giờ xin hỏi quý vị, nếu nói về cái công bằng đó, thì quý vị khen Sư Thích Minh Tuệ là cái quyền của quý vị. Sư Thích Minh Tuệ cũng không có ban thưởng gì cho quý vị. Nhưng nếu quý vị khen đúng đó, thì quý vị được cái phước, tạm gọi là vậy. Còn nếu cái người nào đó mà họ miệt thị ông Sư Thích Minh Tuệ đó, thì cái quyền trả lời, quyền phản biện là cái quyền của Sư Thích Minh Tuệ chứ, đúng không? Mà nếu họ phê phán gọi là trách lầm mang nghiệp vào thân, họ trách lầm ông Sư Thích Minh Tuệ, họ nói lầm ông Sư Thích Minh Tuệ, họ nói sai về ông Sư Thích Minh Tuệ, thì cái nghiệp đó họ phải mang, đâu có cần quý vị phải phản biện mà bằng một cách là gắt gao hay là này kia kia nọ. Thậm chí đôi khi có những sự hăm he, có những sự gọi là, mình nói tóm lại đó là do ai mà ra cái cớ sự này quý vị? Do ai mà ra cái cớ sự này? Là do chúng ta không có cái gọi là tự chủ, và không có cái gọi là quyền tự do của mỗi người. Quý vị cứ việc khen, quý vị cứ việc là tôn thờ, quý vị cứ tâng bốc lên. Tôi cũng vậy. Nhưng mà quý vị cũng có quyền bình phẩm, chê bai hay là miệt thị hay là cái gì đó tùy quý vị. Như vậy thì chúng ta nói đúng, nói phải thì chúng ta có phước. Mà nếu chúng ta nói sai, nói trật thì chúng ta có tội. Điều đó là tự nhiên rồi, phải không? Không ai phủ nhận cái điều đó cả, và cũng không ai tránh khỏi cái luật nhân quả đó hết. Quý vị khỏi cần lo, phải không? Vì vậy nên tôi thấy hiện nay đó, thì chúng ta đã biết rằng, hôm cái clip trước đó tôi có nói về vấn đề nhận xét về tiêu cực và tích cực của Sư Thích Minh Tuệ đó. Thì trong đó tôi có nói về vấn đề đó là cái mặt tiêu cực đó, là vấn đề để người ta lại. Thì quý vị cho rằng tôi nói vậy là sai, vì Thích Minh Tuệ không có đồng ý. Như vậy thì tôi xin hỏi, Sư Thích Minh Tuệ đã không đồng ý mà chúng ta cứ lại như vậy thì trước mắt chúng ta là người như thế nào? Quý vị suy nghĩ thử coi. Bây giờ cha mình nói bây giờ mày không được làm việc đó nha. Nếu mình vẫn làm thì mình là người con cãi cha, mà người con cãi cha là người con bất hiếu. Mà đã là người con bất hiếu rồi thì còn là cái gì là tôn kính cha? Cũng như ông Sư Thích Minh Tuệ, ông bảo đừng có lại, đừng có lại tôi. Đó là quý vị phản biện lại quý vị nói với cái lý trước của tôi đó nha. Ông Sư Minh Tuệ không đồng ý, không đồng ý về vấn đề lại đó. Thì tại sao quý vị đó vẫn lại hoài? Như vậy thì có phải cãi Sư Thích Minh Tuệ chứ? Có phải là làm cho Sư Thích Minh Tuệ phải gọi lại? Nếu gọi là nhân quả đó thì có phải là tổn đức, tổn thọ không? Còn nói là lại cái đức độ của ông Sư Thích Minh Tuệ, lại cái vấn đề, cái tốt của ông Sư Minh Tuệ. Quý vị đó, quý vị hỏi thử mấy người mà lại ông Sư Minh Tuệ đó có bao giờ lại cha lại mẹ mình chưa? Xin thưa với quý vị, hỏi hết đi coi mấy cái người mà từng lợi lại ông Thanh Thích Minh Tuệ, ông không cho lại mà vẫn lại ông đó, thì hỏi thử coi mấy người đó có bao giờ gì lại song thân mình chưa? Có không? Có tôn sùng song thân mình chưa? Có hiếu thảo với cha mẹ mình chưa? Theo tôi nghĩ là tự quý vị
phải biết, đúng không? Chứ bây giờ tôi cũng không có đến nhà quý vị, nhưng mà tôi chỉ hỏi quý vị vậy thôi. Rồi cái thứ hai, cái hạnh đầu đà, cái hạnh tu khất sĩ, cái hạnh đi như vậy đó là chỉ đi một mình để trải nghiệm cuộc sống đời tu của mình. Mà hiện nay đó rần rần theo sư thứ nhất á, như vậy thì sư làm sao còn cái thanh tịnh được, còn cái giữ tròn cái khí tiết của mình được. Mà hiện nay nếu đi rần rần như vậy nó có những cái tai hại. Thứ nhất làm cho sư động tâm. Thứ hai những cái sự tiêu cực xảy ra. Thứ ba công an phải dẹp đường. Như vậy thì nó làm mất cái trật tự giao thông, ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Thì như vậy thì chúng ta có phải là vô tình làm cho sư Thích Minh Thiện, Thích Minh Tệ đó là vi phạm không? Vi phạm không? Quý vị thấy không? Như vậy thì hiện nay chúng ta tin mà không rõ ràng, tin mà không chánh lý, tôn thờ mà không hiểu biết, thì nếu nói đạo thì gọi là mê tín, mà nếu nói đời thì nó vi phạm về luật của đời. Thấy không? Ở đây tôi không phải là lấy luật đời, lấy luật đạo ra để mà uy hiếp hay là có cái sự gì nha quý vị, mà tôi nói đó là cái công bằng, cái thật sự của tôi nói lên cái ý và cái nhận xét của tôi như thế. Để chi vậy? Để chúng ta thấy được. Và đồng thời chúng ta cũng phải biết rằng sư Thích Minh Tệ đó, ông thì hoàn toàn là chỉ lo về cái của mình, tức là cái trải nghiệm đời tu của mình. Vì vậy nên có người ta hỏi sư Thích Minh Tệ đó là vì sao mà có một số người theo đông như vậy, thì sư nói sư không có kêu theo, nhưng mà họ tự theo là cái chuyện của họ, còn sư thì sư lo sư tu tập, cái chuyện của sư đó. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì hiện nay chúng ta có phải là đáng lo cho cái hiện tượng hiện nay nó đã xảy ra đối với sư Thích Minh Tệ, và nó đang xảy ra trên cái gọi là cái những nơi mà sư Thích Minh Tệ tới, đúng không? Như vậy thì chúng ta tự suy nghĩ thử đi, coi coi chúng ta hiện giờ nên làm như thế nào. Mời cô bác anh chị em. Còn riêng về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta nên nhớ rằng ngoài Đức Quỳnh giáo chủ thì chưa có vị nào xuất hiện tiếp theo, bởi vì lần thứ chót gọi lời kêu thúc thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, tức là lần thứ chót, nên nhớ nha. Rồi cái thứ hai đó thì cái này quý vị cũng thông cảm nha, tôi nói bên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo một chút nha quý vị. Tức là bên Phật giáo Hòa Hảo thì thầy cấm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tức là không cho đó quý vị, là lại người sống, kể cả thầy mình cũng không được lại nữa, chỉ xá thôi. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì hôm nay người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải nhận xét cho công tâm, nhận xét cho rõ ràng. Nhận xét là để gì quý vị? Để phân biệt ra, để giúp cho mọi người có cái nhìn gọi là thấu đáo. Tức là về mặt tích cực và mặt tiêu cực, chứ không có nghĩa là nhận định theo cái kiểu một chiều. Không phải nhận định theo cái kiểu gọi là đưa lên mây để chi vậy? Để được triệu view à? Hay là được cái gì quý vị? Thấy không? Mà quý vị nên nhớ, trời còn lúc tối mưa sớm nắng thì trần gian còn mãi khổ lao, thì ở trên đời này hả, có tối thì có sáng, có đúng thì có sai, có thiện thì có ác. Như vậy thì chúng ta phải thấy cái hiện tượng mà sư Thích Minh Tệ xuất hiện ra, chúng ta có thấy rõ ràng là cái việc mừng, cái việc hay ho. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có là những cái việc là lo việc ốc sò trải qua chứ, thì chúng ta đã thấy rồi. Và kết luận lại, đây là một cái dấu hiệu Phật giáo tiêu, tức là không còn được sự tín nhiệm, tôn trọng. Và đồng thời người ta sẽ lần chán đi tôn giáo nói chung và đạo Phật nói riêng. Thì đạo Phật sẽ tới đây sẽ còn đó, vẫn còn đó, nhưng chỉ là cái hình thôi, hình thức thôi. Rồi từ từ đó là cô bác mình biết là
chùa chiền, nhà tu, sư cô, sư ni, sư tăng vẫn còn. Nhưng mà cuối cùng rồi đó thì chỉ là hình thức thôi vậy à. Chứ vấn đề là tâm linh hết à. Và cái thứ nhất, cái thứ hai đó, xin nhắn gửi tất cả những người tu, trong đó Phật giáo Hòa Hảo hay là bên Phật giáo hay là những cái tôn giáo khác, chúng ta tu phải có cái mục đích rõ ràng. Những tôn giáo khác tôi không nói, mà tôi chỉ nói ở đạo Phật, trong đó có Phật giáo Hòa Hảo. Thì chúng ta tu đó, mục đích chính đó, con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Thì chúng ta tu bằng cách nào không cần biết, đi thiền đi bộ tùy người, miễn về đến chốn được rồi đó con. Tức là tu là phải đi đến con đường giải thoát. Thì đó là thành công trong cái gọi là cái đường tu của chúng ta. Nhưng mà tôi thấy hiện nay đó, các vị tu á, bên đạo Phật, Phật cũng như Phật giáo Hòa Hảo đó, hình như cái con đường giải thoát chỉ là sơ cua thôi quý vị ạ. Nó chỉ là sơ cua, chỉ là dự bị, chỉ là để hờ đó thôi. Chứ thực chất mà nói đó, hiện nay là tu danh, tu lợi, tu tình cũng không ngoại lệ quý vị. Và tu đó thì hơn thua, cao thấp, sân si, nóng giận, tranh chấp đủ thứ. Thì cái hiện tượng này là hiện tượng gì cô bác? Hiện tượng làm sao siêu thoát được? Phải không? Không thể nào siêu thoát được. Vì vậy nên miệng thì nói siêu thoát, thiết thì nói siêu thoát, lên thì nói siêu thoát, phải không? Nhưng mà thực chất cái vấn đề giải thoát chỉ là sơ cua. Quý vị xét lại thử coi có phải vậy không? Còn nếu chúng ta đặt cái mục tiêu giải thoát thật sự đó, thì chúng ta phải làm sao vừa giác ngộ mình, vừa giác ngộ người. Mình đã gặp con thiền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân, Phật tổ xưa còn ở nơi trời, ngày gắng sức ra công hoằng hóa, nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền còn trọng Phật giá. Thấy chưa? Như vậy thì cái đạo Phật đó là chúng ta phải làm sao để tự giác, giác tha, cứu mình, cứu người. Mình nói lên cũng vậy, nói lên phải phân tích cho người hiểu, biết, để người ta có cái sự giác ngộ, có cái sự là sáng suốt, có cái sự là nhận định cũng như mình. Thì cái này mới gọi là cái vấn đề là có cái tinh thần giác chúng chứ. Còn này mình nói một chiều. Thí dụ như phản đối thì phản đối tới bến. Còn nếu bợ, nếu mà vuốt thì vuốt tới nơi. Thì như vậy thì cuối cùng rồi chúng ta nói là chỉ theo cái gọi là cái gì ai. Hình như là gì, không biết gì ai. Phò ba đời chẳng biết phò ai. Thấy không? Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái con đường tu của chúng ta mục đích chính đó là giải thoát. Nên nhớ, thì giải thoát phải để nó là chính, để nó là ở đầu, để nó là mục tiêu. Chứ không phải để nó sơ cua nữa quý vị à. Chúng ta nên xét lại đi. Đừng để cái đạo Phật trở thành cái con đường giải thoát mà thành cái con đường sơ, cái mục tiêu sơ cua là thua rồi quý vị à. Thua rồi. Hay không? Vì vậy nên chúng ta hiện nay, mọi người chúng ta hãy tự xét lại mình đi. Coi cái mục tiêu giải thoát của đạo Phật, của mình đang theo đạo Phật đó, mục tiêu giải thoát chính hay là sơ cua. Nếu là sơ cua thì chúng ta nên xét lại đi. Đó. Vì vậy nên nếu đã là con đường giải thoát là chính thì chúng ta còn hơn, còn thua, còn tranh, còn chấp, còn nóng, còn giận. Còn vấn đề là cãi giả để làm gì? Thí dụ như tôi nói đây không có nghĩa là tôi ganh tị. Tôi nói đây không có nghĩa là tôi ghét bỏ Sư Thích Minh Tuệ. Tôi nói đây tôi không có thể là tranh đấu hơn thua gì với Sư Thích Minh Tuệ quý vị à. Quý vị coi phải nhận định cho kỹ. Cái clip trước tôi nói về vấn đề nhận xét về mặt tiêu cực và tích cực của Sư Thích Minh Tuệ đó. Nhiều người nói tôi ganh tị, nhiều người nói tôi sân si, nhiều người nói tôi là không được như sức Sư Thích Minh Tuệ, vân vân. Và xin thưa với quý vị, quý vị nói đúng hết trơn, nhưng mà đúng cái chỗ nào, đúng cái ý của quý vị. Quý vị sao biết cái ý của tôi? Cũng như quý vị sao biết được cái ý của Thích Minh Tuệ? Thì hôm nay tôi tạm nói cái ý của tôi đó là nói lên để cho mọi người cùng có cái nhận định. Nếu thí dụ như tôi nói đúng về Sư Thích Minh Tuệ thì tôi sẽ có phước. Mà nếu tôi nhận định tiêu cực về mặt tiêu cực của Sư Thích Minh Tuệ, mà nếu tôi nhận định đúng đó, thì quý vị có nên góp ý cho Sư Thích Minh Tuệ không? Mà tôi nghĩ rằng tôi nói đây là chẳng qua Sư Thích Minh Tuệ cũng chẳng biết gì chứ. Thiệt tình lắm á. Mà chị nói lên cái ý của tôi đó là nếu tôi nói cái tiêu cực của Sư Thích Minh Tuệ mà tôi nói đúng đó, thì sẽ Sư Thích Minh Tuệ sẽ hoàn mỹ thêm. Còn nếu tôi nói sai thì cái chuyện đó tôi nhận định sai là cái chuyện cá nhân của tôi chứ đâu có là cái gì đâu. Mà cái là trên cộng đồng mạng thì phải nói là bình luận bằng rầm rộ luôn. Bình luận là người thì khen có, người thì chê có.
Người thì nói tôi ganh tị, người nói tôi sao nóng giận, người nói tôi đủ thứ trơn. Xin thưa quý vị, không phải vậy. Cái giọng nói là như vậy chứ không phải nóng giận. Và đồng thời cũng không phải ganh tị. Ông ở tuốt ngoài Bắc, tôi ở trong Nam. Nếu nói về là vấn đề là lương thực thực phẩm thì trong này không có thiếu. Và nếu nói đời sống, đời tư của tôi thì tôi sống cũng bình thường. Và đồng thời tôi lấy cái gì để ganh tị với ông Sư Tứ Minh Đệ? Tôi ganh tị với ông để tôi được cái gì? Phan quý vị, quý vị nên hiểu cái điều đó đó. Nên ở đây chúng ta nếu đã là người tu thì phải nói lên cái chánh kiến của mình và nói lên cái sự thật, và đồng thời cái mục tiêu chính của chúng ta là giải thoát. Và đồng thời khi chúng ta mở miệng ra nói chuyện lên thì phải nói làm sao giác mình giác người, chứ không thể nói mà mịt mình mà tối mù mọi người luôn, là cái chuyện đó là không nên. Bởi vậy nên tôi mới nói nếu chúng ta khen Sư Thích Minh Tệ mà khen quá mức đó thì gọi là vô minh, mà chúng ta chê Thích Minh Tệ mà chê quá cỡ đó cũng là vô minh luôn. Bởi vậy thì chúng ta nhận định sao cho nó chính xác và khuyến tấn nhau trên cái con đường tu như thế nào để cho nó đi đến gọi là chân thiện mỹ. Quý vị nên nhớ điều đó. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta cứ là trên cộng đồng mạng là cứ nói ì xèo hết trơn, thí dụ như ông sư này ông nói lên thì bắt đầu cộng đồng mạng xúm nhau nói một cái đó là bỏ chợ bỏ quê luôn. Nói như vậy thì cuối cùng ai là người chịu ảnh hưởng trong cái cuộc gọi là đúng sai này? Đạo Phật. Mà Đạo Phật một khi mà bị người ta mất cái niềm tin rồi đó thì cái tác hại nó vô cùng lớn, quý vị à. Hỏi sao vậy? Người ta không còn tin nhân quả, người ta không còn tin luật pháp, người ta không còn tin lẽ phải, người ta không còn tin cái gì nữa hết á. Thì lúc đó thì sao quý vị? Mạnh được yếu thua, lúc đó thì sao? Bao nhiêu mánh khóe giang hùng, bao nhiêu điêu hoa xảo trá và bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thải, thì cái xã hội này nó sẽ ra sao? Phải không quý vị? Đời đó thì người ta lo về mặt xây dựng quê hương đất nước, về kinh tế, về xã hội các cái. Nhưng mà đạo đó là lo về cái mặt tinh thần. Nếu đời và đạo được kết hợp ăn ý thuần nhiễn thì một cái đất nước đó, một cái xã hội đó và những con người sống ở nơi đó sẽ rất là thuần khiết. Và một đất nước đó sẽ vô cùng vững mạnh. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Bởi vì đảng thì lo cho ai? Lo cho nước. Mà nước thì lo cho ai? Lo cho dân. Mà đạo thì lo cho ai? Đạo lo cho đời. Quý vị nên nhớ chỗ đó đó. Chứ nếu chúng ta mà không có gọi là khách quan, không có nhận định, chỉ biết thấy ai mà đụng chạm đến Sư Thích Minh Huệ, Minh Thích Minh Tệ đó thì nhảy dựng lên rồi nói bất chấp bất kể. Xin thưa quý vị, nói bất chấp bất kể đó, tôi nói tôi không phải tôi nha, có những vị thí dụ như người ta phát biểu lên mà với cái lòng công tâm thật sự của người ta mà quý vị miệt thị cái người đó, quý vị nghĩ coi quý vị có phước hay có tội. Cũng như Sư Thích Minh Tệ mà nếu tôi nói sai về ổng, tôi kỳ thị về ổng, tôi miệt thị về ổng, tôi tranh chấp về với ổng đó, thì quý vị nghĩ coi cái nhận định của tôi là như vậy tôi sẽ là phước hay tội? Quý vị suy nghĩ thử đi. Vì vậy nên tôi khuyên rằng tất cả mọi người chúng ta hiện nay nên bình tĩnh và nên tôn trọng Đạo Phật. Phải luôn luôn ủng hộ các sư tu hành chân chánh. Và phải nghe những lời nói phải, đạo tu hành nói phải mà nghe. Quý vị nên nhớ chỗ đó nha, đạo tu hành nói phải mà nghe. Để chi vậy? Để chúng ta làm cho một cái xã hội nó được gọi là gì? Chân thiện mỹ, hoàn bị cho một kiếp sống. Và quý vị nên nhớ thêm một điều này, cuộc sống rất là ngắn ngủi. Kiếp sống là vô thường. Thân người là rài đây mai đó, mạng người là chỉ trong tích tắc mà thôi. Quý vị nên nhớ chỗ đó đó. Không có ai mà bền chắc cả. Hôm nay chúng ta nói tốt ông này, rồi chúng ta cũng không tồn tại. Mà chúng ta nói xấu ông kia, chúng ta cũng không tồn tại. Mà cuối cùng rồi nó tồn tại là gì? Là làm sao cho chúng ta gây được sự hòa bình cho vạn quốc chư bang nữa kìa. Gây sự hòa hảo trong đệ huynh kìa.
và tạo một cái xã hội gọi là ấm im, an lành và hạnh phúc. Một cái quốc gia giàu mạnh, một cái xã hội, đất nước cường thịnh thì cái đó mới giỏi. Còn bây giờ cứ là chuyện không đâu mà chuyện của ông sư Thích Minh Tệ thì cái chuyện người ta bình phẩm đúng sai cái chuyện quyền của người ta. Mà gần như bây giờ nó giống như là không ai được nói động đến sư Thích Minh Tệ à. Chứ Minh Tệ có biết điều đó không? Tại sao mình không cho người ta có quyền? Cái quyền của người ta. Cái gì nên nhớ chỗ đó. Đúng sai có quyền nói. Luật pháp cũng quy định rõ ràng. Tự do ngôn luận mà. Như vậy thì mình có quyền phát biểu, có quyền nói lên cái chánh kiến của mình. Nhưng đừng nói lên những cái điều nào mà nó gọi là vi phạm pháp luật hay là vi phạm về vấn đề Phật pháp, đạo pháp. Thì chúng ta có cái quyền đó chứ. Thành ra thì hiện nay tôi thấy cái hiện trạng đời nay đó, và đồng thời cái hiện tượng mà sư Thích Minh Tệ xuất hiện ra đó, thì là một sự mừng cho dân tộc Việt Nam, cho cái nền Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo nói chung. Vẫn còn người, vẫn có người hành đúng và làm theo lời của Đức Phật. Đó là trước mắt chúng ta đã thấy, tôi thấy trên mạng thôi nha, là ông không ham danh, không ham lợi, không ham tình, không ham quyền quy chức tước gì hết. Đó là cái sự mừng, mừng trong cái nền Phật giáo. Mình mừng cho cái dân tộc Việt Nam chúng ta, mừng lắm, hay ho lắm. Nhưng mà lo việc ốc sò trải qua đó, thì chú quý vị chúng ta đã thấy rồi đó. Hiện nay nó giống như là khống chế toàn bộ. Nếu ai nói đụng tới sư Thích Minh Tệ mà không đúng có ý người khác đó, tức là không nói tốt về sư Thích Minh Tệ đó, thì sẽ bị miệt thị, sẽ bị là chỉ trích đủ thứ. Và đồng thời cái hiện tượng gọi là đi theo sư Thích Minh Tệ đó rất là đông, nghĩ rằng vậy đó là mình tôn sùng. Mà xin thưa không phải. Đi theo Đức Phật kìa, ngày xưa đó tăng đoàn đi theo Đức Phật đó, mà nếu mà làm sai với lời Đức Phật đó thì có thành đạo không? Quý vị suy nghĩ cái thời Đức Phật đó, A Xà Thế đó, có làm đúng không? Đó, quý vị suy nghĩ thử đi, coi những cái việc người mà đi theo tăng đoàn, có đi theo Đức Phật đó, mà không làm đúng cũng không được gì hết. Mà nếu những người ở nhà mà dân giữ và làm đúng theo lời Đức Phật đó thì có đạt đạo không? Đạt chứ. Được chứ. Phải không? Như vậy thì xin thưa với quý vị phải hiểu một điều này. Đừng nghĩ rằng người ta theo sư Thích Minh Tệ đông như vậy mà mình cho rằng là hoàn mỹ. Không. Không phải là vậy. Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông mà mình dội theo. Mà trong khi đó mình chưa hiểu cái mối đạo nó như thế nào. Đừng thấy ai thờ Phật, mình dội dàng thờ Phật, mà trong khi chưa hiểu ông Phật nó như thế nào. Chúng ta cần phải tìm hiểu. Không? Trước. Và đồng thời quý vị nên nhớ đó, cái hạnh mà khổ hạnh trước Thích Ca Mâu Ni đó, khi Thái tử Siddhartha bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia đi tầm đạo đó, thì trước đó cũng đã có người khổ hạnh rồi, chứ không phải không có, nhưng mà không có thành đạo. Rồi Đức Thích Ca Mâu Ni cũng 6 năm khổ hạnh rồi nhưng mà cũng không thành đạo. Quý vị nên nhớ cái chỗ đó. Chứ đâu phải cái người đi tu khổ hạnh cái mình cho là sẽ là như thế này, ra là phải như thế nọ. Không phải. Đức Thích Ca 6 năm khổ hạnh. Trước Đức Thích Ca Mâu Ni là khi Thái tử xuất gia đi đó thì cũng có người đã tu khổ hạnh. Và sau khi thành đạo thì Đức Phật không cho đệ tử tu theo cái hành khổ hạnh đó, mà chỉ cho cái đường trung đạo để đệ tử của Phật làm theo. Đó là không trường dưỡng sát thân quá ư sung sướng. Vì quá ư sung sướng nó sẽ sanh nhiều dục vọng. Và cũng không nên ép sát quá mức. Nhưng ép sát quá mức thì sức khỏe nó sẽ làm sao? Nó sẽ không đủ. Nó bệnh hoạn. Đức Thích Ca Mâu Ni khi mà khổ hạnh nó ngài phải xỉu mà. Phải không? Chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Mình phải hiểu cho rõ ràng. Chứ còn bây giờ nếu mà mình là thấy rằng là người ta đi đông rần rần, người ta theo rần rần vậy, cái mình nghĩ là ô như vậy là ông này hào quang sáng chói, ông này đức độ rầm rầm rồi người ta mới theo. Xin thưa không có, thần tú đó quý vị. Quý vị nhớ lại đi, trong Phật giáo có sư thần tú,
là giáo thọ là đứng đầu hết trơn tất cả các tăng ni đó. Nhưng mà có được không quý vị? Có phải là Bồ Tát không? Có phải là thành tổ không? Đâu có thành tổ được. Phải không? Rồi nếu nói về đông đó, thì ai đông hơn Sư Thần Tú? Và Sư Thần Tú đó, thì được là triều đình trọng dụng, phong làm quốc sư luôn quý vị ạ. À. Như vậy thì với một cái lệnh của Sư Thần Tú, với một cái sự kêu gọi của Sư Thần Tú và một cái sự là sức sư của Tư Sư Thành Thần Tú mà nếu đi đó thì sẽ bao nhiêu ngàn, bao nhiêu trăm ngàn con người ta theo. Ủa như vậy là Sư Thần Tú cũng là hào quang sáng chói luôn đó sao? Phải không quý vị? Nên chúng ta ở đây cái đạo Phật không có gọi là đông ít, mà không có gọi là khổ hạnh, mà cũng không có gọi là sung sướng. Trong những cái này Phật không cho. Mà chúng ta phải đi cái con đường trung đạo, và mỗi người phải xét lại cái tâm của mình, phải biết làm gì trong kiếp sống, và ráng tìm kiếm cái chân tánh của mình quý vị ạ. À. Phải tìm kiếm cái chân tánh của mình mới được. Như vậy thì nếu Sư Thích Minh Tuệ đi trải nghiệm trong cái thời gian tu hành của ông, mà nếu ông đạt thành kết quả đó là ông tìm thấy được chủ nhân ông ở trong lòng của ông, tức là cái Phật tánh, là cái bổn tánh chân như của ông đó, thì ông mới là người kết quả của vị à. Còn chúng ta sùng kính cái đức độ, cái sự hiền lành, cái sự ngay thẳng của ông Sức Thích Minh Tuệ đó, thì chúng ta phải làm theo như ổng. Chúng ta có làm được không? Tức là chúng ta có nhẫn nhịn mọi người được như ổng không? Hay là chúng ta đụng một cái chúng ta đùng đùng lên, rồi bây giờ ổng không tham vật chất gì hết, chúng ta có dám đem tiền của mình ra để bố thí không? Dám có hy sinh đời mình để làm tròn đạo nghĩa không? Có dám làm chưa? Mà đi theo ổng rần rần để làm gì, rồi lại ổng ì xèo làm gì, vì lại cha mẹ đi. Và đồng thời ổng đâu có ăn nhiều đâu, quý vị nên nhớ, ổng chỉ ăn một bữa ăn thôi. Và uống nước cũng chỉ vừa thôi, thế thì chúng ta ùng ùng đi để đón ổng, để gặp ổng, để cúng dường cho ổng, cúng cái gì? Tại sao không đem cái số tiền đó lo cho cha mẹ, không đem cái vật phẩm đó mà lo cho những người lỡ đường đó rất tàn tật kìa. Quý vị nên nhớ, miền Bắc, miền Trung đó, là miền Nam thường ra cứu trợ. Miền Bắc thì ít, nhưng mà miền Nam đó, ở miền Trung đó thì miền Nam thường ra cứu trợ. Và đặc biệt là những cái thời gian gọi là mưa bão giông tố đó, thì những cái đoàn cứu trợ đó, là ra đâu? Ra miền Trung. Vì miền Trung là khúc ruột của Việt Nam. À, mà trong khi đó thì là bị bão tố phong ba, dân chúng và nghèo khổ. Thì nói chung không bão tố phong ba, không có vấn đề là lũ lụt đi nữa, thì miền Trung vẫn là cuộc sống còn khó khăn. Những cái nơi xa xôi, miền Bắc cũng không ngoại lệ. Tại sao chúng ta không đem những cái vật phẩm đó mà chúng ta giúp những người là họ còn đang khổ cực kia? Chúng ta hẳn cứu trợ những cái người đó, mà đi cứu trợ cho Sư Thích Minh Tuệ đón rần rần, để rồi là giúp cho ông, ủng hộ cho ông, cúng dường cho ông, để cầu cái gì quý vị? Bộ quý vị nghĩ rằng đem đưa Sư Thích Minh Tuệ mà là đúng sao? Phật là của khắp thế gian, nên nhớ chỗ đó. Muốn đem cúng Phật hải sang giúp người, chúng ta nên nhớ chỗ đó. Đó là cái tinh thần đạo Phật đó quý vị à. Chứ không có nghĩa là chúng ta đi theo ông Thích Minh Tuệ, đón Thích Minh Tuệ, gặp Thích Minh Tuệ, để rồi cúng ổng hay là lại ổng để chúng ta được phước, không có đâu. Cái điều đó Phật không có nói. Phải không? Như vậy thì chúng ta làm cái gì mà đúng lời Phật dạy, y theo lời Phật dạy, làm theo lời chỉ, thì ngày rày mới gặp ta, tức là gặp Phật. Phải không? Như vậy thì muốn đem cúng Phật thì hãy sang giúp người đi. Thì nó mới gọi là cái người có hiểu biết quý vị à. Còn thí dụ như cái nhân viên quý vị tự nhiên gặp được Sư Thích Minh Tuệ, mà trong khi ổng chưa có nhận cái gì hết đó, thì chúng ta cúng dường là một điều hợp lý. Hay là đi đường mà chúng ta gặp ổng, chúng ta xá ổng đó cũng là hợp lý. Cúi đầu chào ổng cũng là hợp lý. Cung kính ổng đó là hợp lý. Phải không? Còn hiện nay chúng ta xét lại coi, chúng ta chỉ biết khen thôi. Chúng ta chỉ biết ca tụng thôi. Mà có những điểm chúng ta cần góp ý, chúng ta cần phải khuyên lên, cần phải gọi là ngăn chặn nữa. Chúng ta có làm được điều đó không? Vừa rồi tôi cũng nghe trên YouTube có một cái vị này đó, là cũng YouTube nói chuyện, là có người đi theo lòn vô đó bán kinh sách nữa. Là sao? Quý vị thấy không? Thì tất cả những cái sự việc đó, nếu đông người thì nó sẽ sinh ra sự tiêu cực. Và nếu cái tiểu tiêu cực đó thì ai sẽ là người mang tai tiếng? Là Sư Thích Minh Tuệ.
Như vậy thì vô tình chúng ta gọi là ủng hộ ổng, tôn kính ổng, là lại lục ổng, nhưng mà vô cuối cùng chúng ta hạ bệ ổng, cuối cùng chúng ta làm cho ổng mang tai mang tiếng. Và đặc biệt là cái nội tâm của ổng nó không còn được như trước đây nữa. Tôi bảo đảm quý vị, nếu quý vị nào có gặp sư Thích Minh Tuệ hỏi coi, cái sự mà tu hành của sư hiện nay đó so lại với lúc sư đi một mình đó, hỏi thử đi, coi coi hiện nay sư Thích Minh Tuệ còn được như lúc đó hay không. Tôi bảo đảm quý vị là không đó. Bảo đảm quý vị khỏi cần hỏi, tôi cũng biết là không đó. Như vậy thì hiện nay chúng ta tôn sùng đức ông sư Thích Minh Tuệ hay chúng ta đang hại ông? Chúng ta xét lại đi. Coi chừng chúng ta đang hại ông đó, rồi chúng ta mượn ông để làm rối loạn đó là về vấn đề tín ngưỡng Phật giáo. Rối loạn trơn. Hiện nay tôi bảo đảm với quý vị đó. Mơ mơ hồ màng màng hết trơn. Không biết chứ. Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi tín đồ Phật giáo hòa hảo đó cũng lên những cái đĩa, những cái YouTube nói ca tụng tới mây vậy đó. Thì quý vị suy nghĩ lại coi, như vậy nó có hợp lý không? Nó có đúng với tôn chỉ của thầy chưa? Và những người ủng hộ Thích Minh Tuệ đó, nghĩ lại coi là mình tôn sùng ổng hay là mình đang hại ổng. Nếu mình tôn sùng ổng đó thì như tôi nói hồi nãy đó, cái vật phẩm mà quý vị muốn đem cúng ổng đó, đem cúng cho người khổ sở đi, lỡ đường lối rất tàn tật đi. Nếu có cúng vàng cúng tiền gì đó thì hãy đem bắt những cây cầu ở những vùng sâu vùng xa, cái vùng mà người ta phải băng dây qua suối rồi đó, quý vị hùng lại đi. Quý vị đem bắt những cây cầu đó đó, nó hợp lý hơn. Còn lại ổng đó thì về lại cha lại mẹ đi, chứ đừng làm cho ổng tổn đức. Còn nếu mà đón ổng cả ngàn người, cả chục ngàn người đó, thì cái này gọi là vi phạm về vấn đề trật tự giao thông, là hại ổng nữa. Quý vị thấy không? Hại ổng không hả? Mà quý vị đang cho là tôn sùng ổng à. Rồi bây giờ có cái sự mà quyết định, tức là cái sự không công nhận của giáo hội đối với ổng á, thì lại là một cuồng phong nổi lên nữa. Quý vị thấy chưa? Quý vị hại chưa? Chúng ta vô tình hại chưa? Thấy không? Nó sẽ cuồng phong nổi lên nữa. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có những lời lẽ như thế này, rồi xúc phạm chỗ này, rồi xúc phạm chỗ kia, vân vân và vân vân. Mà cuối cùng chúng ta giải quyết được gì đâu. Và cũng là bảo vệ ổng được cái gì đâu. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Vì vậy nên hôm nay tôi có đôi lời để nhắn nhủ và nói lên. Đó là hiện tượng sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trên cộng đồng mạng gần đây. Thì mừng là mừng việc hay ho. Đó là với cái hạnh tu của ông không tham đắm cõi trần, chịu cực khổ nắng mưa, và đồng thời không vì danh, không vì lợi, không vì tình, đó là một cái hiện tượng mà đời nay hiếm có. Và cũng thể hiện nói lên để nhắc nhở những vị sư tu tiêu cực, chỉ biết tiền tiền, chỉ biết là lo cúng dường, và những vị sư toàn là nói những cái chuyện đâu đâu, nhân quả không đúng nhân quả, mà đạo pháp thì không ra đạo pháp. Thấy không? Nói là giống như nói chơi, nói giỡn rồi đó. Vậy thì cuối cùng rồi, những vị sư mà tu tiêu cực mà nói chơi, nói giỡn, nói cái kiểu đó đó, thì tất cả Phật tử hãy nhìn lại. Họ đem Phật tử ra làm cái trò đùa, giỡn chơi, một cuộc thí nghiệm, để họ muốn nói gì họ nói. Rồi Phật tử vỗ tay rần rần, thì cái điều đó là cái điều tội lỗi. Thấy không? Tôi hỏi quý vị nè, uống cà phê bị mất ngủ, thì cái nhân quả, cái người trồng cà phê, người bán cà phê đó, đó sau này sẽ lãnh cái hậu quả đó. Cái câu này nó có hợp lý không? Rồi bây giờ tưới cây, rửa xe rồi đó, sau này phải đầu thai ở sa mạc, câu đó nó có hợp lý không? Tôi đưa ra một vài điều thôi để quý vị thấy, nó không hợp lý. Nhưng mà ta vẫn nói như vậy thì rõ ràng là giỡn chơi, đùa cợt và xem thường Phật tử rồi. Xem thường chúng ta rồi, phải không? Và vị sư đó, xin thưa cho các bác, là hoàn toàn không có hiểu biết gì đạo Phật hết. Mà mở miệng ra thì ông lại bắt lỗi người này, bắt lỗi người kia. Cho rằng ông này có biết đạo chưa, ông kia có học đạo bao nhiêu, vân vân. Thì cái điều này là cái điều là chúng ta thấy là hết sức là tai hại cho cái nền Phật giáo. Thấy không? Như vậy thì sư Thích Minh Tuệ ra để gọi là một cái kính chiếu yêu. Cái điều này mới là quan trọng nha quý vị. Kính chiếu yêu là gì? Là sư Thích Minh Tuệ đó xuất hiện lên,
thì bao nhiêu vị sư, bao nhiêu là cái người ngoài đời, cái người có hiểu đạo, có tin tưởng Phật Pháp và không có tin tưởng Phật Pháp, tha hồ với nhau mà bình phẩm, tha hồ với nhau mà nói chuyện, tha hồ với nhau mà chê khen. Và nó lộ rõ ra hết tất cả của các anh chị em à. Nó lộ rõ ra hết. Thì trong cái tương lai tới đây, cái sự lo là lo việc ốc sò trải qua, là với cái sự mà gọi là hơn thua cao thấp, là binh vực, rồi là phát ngôn những cái điều quá cỡ mà gọi là nó làm cho người ta mất đi cái niềm tin đạo Phật đó, thì cái tương lai người ta sẽ không còn tôn trọng cái đạo Phật nữa. Mà khi thiên nhân, dân chúng, khi chúng sanh mà không còn tin về đạo Phật nữa thì nó rất tai hại cho một cái đời sống của cá nhân người đó, và đồng thời cái xã hội đó, cái đất nước đó, nó rất 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 là tai hại. Vì vậy nên chúng ta cần phải bình tĩnh và cần phải có một cái khách quan. Đúng sai là cái chuyện của thiên hạ họ nói, và phản ứng hay không là quyền của Sư Thích Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ thì tôi nghĩ rằng ông không có phản ứng gì hết trơn, ông không có nói năng gì hết trơn, ai làm gì làm, thậm chí quýnh ông cũng không nữa. Mà cái này toàn là ở ngoài đấu đá nhau, các sư, các là ni là xúm nhau là để nói, và bên ngoài đó, người tu và người không tu, người có đạo không có đạo, tha hồ mà nói cơ bằng vô tội giả, nói riết rồi cái tai hại mà ảnh hưởng đó là ai? Là đạo Phật. Hai đệ tử nghịch với nhau, đấm dò ông sư, đấm dò ông thầy, nhưng mà hai vị đệ tử nghịch với nhau, giận quá, thằng này đấm chú tiểu này, đấm ông sư cho thiệt mạnh, chú tiểu kia cũng vậy, làm riết rồi cuối cùng ai chịu quý vị? Ai chịu đau đớn, ai chịu gãy giò? Là ông sư. Thấy không? Như vậy thì cái hiện tượng của Sư Thích Minh Tuệ xảy ra, hiện tượng xuất hiện ra đây đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái vấn đề cộng đồng mạng, cũng như trong cái nhân tâm của những người có đạo và không có đạo, nó náo loạn lên hết trơn. Hiện nay đó, quý vị tự xét lại coi có đúng như không. Và những cái hành động mà gọi là tin tưởng cuồng, nó chưa tới cuồng tín như vậy, mà nó thuộc về gọi là mê tín, thì nó đang xuất hiện và nó làm cho là phải là động tâm hết trơn. Ví dụ như bây giờ giáo hội mà ra cái văn bản không có là cho biết rằng không công nhận Thư Sức Minh Tệ, đó là gì? Cũng là đã động rồi đó. Tại sao động? Là tại vì bây giờ nếu để yên như vậy thì cũng không được. Sư Thích Minh Tệ đang nổi và biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên người ta phải ra cái văn bản để chi? Để dằn lại. Đó là cái trách nhiệm của giáo hội phải làm. Không ai trách được hết đó. Đừng có trách giáo hội, mà hãy trách mình nè. Vì vậy nên cuối cùng tôi có một lời khuyên, nếu có lọt tay đến Thích Minh Tuệ thì hiện giờ Thích Minh Tuệ nên ẩn tu để trao sửa thân tâm, để giữ tròn cái khí tiết, cái mục tiêu, và đồng thời tránh đi cái sự đáng tiếc không đáng có xảy ra, mà hiện nay đã bắt đầu xảy ra, đó là cái văn bản của giáo hội đã xuất hiện. Đành rằng trong luật pháp có quy định quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng. Nhưng khi chúng ta làm không khéo để ảnh hưởng đến gọi là an ninh trật tự, thì chúng ta không tránh khỏi cái điều gọi là vi phạm về pháp luật. Đúng sai tôi không cần biết, nhưng mà tôi chỉ góp ý vậy để quý vị tự chọn và tự suy nghĩ trong cái đời tu của mình, để chúng ta tránh đi đáng tiếc những sự việc xảy ra mà hiện nay đó là mừng việc hay ho, lo việc ốc sò trải qua. Thì qua cái cuộc trao đổi này thì Mười Nghĩa xin có cái lời xin lỗi trước với tất cả cô bác anh chị em cộng đồng mạng, nếu có xem qua cái series này, cái video này, thì cũng hoan hỷ cho Mười Nghĩa nói lên tận cái đáy lòng của mình, cái nhận xét thật sự của mình với cái hay ho và có dưới cái đáng lo. Mừng thì có mừng, nhưng mà lo thì có lo. Để chi vậy? Để chúng ta cùng rút ra cái bài học kinh nghiệm, để chúng ta cùng thực hành trong cái thời kỳ nhiễu như, thời kỳ có thể nói là lương nhân tâm ly tán, cái thời kỳ mà bất chấp đúng sai, cái thời kỳ chỉ biết làm theo ý mình, cái thời kỳ mà chúng ta đã thấy hiện nay trên cái cộng đồng mạng. Do đó chúng ta cần phải có cái suy nghĩ để rồi
quý vị khen tôi cũng được, mà chê tôi cũng được. Đó là cái điều tôi rất cảm ơn hết tất cả khen và chê. Để từ đó tôi cũng rút ra kinh nghiệm. Còn nếu quý vị coi qua mà thấy tôi nhận định, nhận xét có hữu ích thì quý vị cũng nên rút ra bài học kinh nghiệm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn.